Đặc biệt là sau khi đau khi mà chúng ta gắn mắc cài, đau sau khi mà chúng ta đến niềng răng bác sĩ khoảng 1 đến 2 đến 3 ngày đầu chúng ta sẽ đau. Xin chào các bạn, quay trở lại chương trình chia sẻ kiến thức niềng răng cho cộng đồng. Và tôi là bác sĩ Trung Long Biên. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau khi niềng răng thì có những cái lưu ý gì mà giúp cho chúng ta giảm đau khi niềng răng. Bởi vì quá trình niềng răng là một quá trình dài, và sau khi gắn mắc cài thì tất cả chúng ta đều có những cái câu hỏi và có những cái thắc mắc, thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Bởi vì các bạn sẽ sợ, đầu tiên đó là sợ đau. Vậy thì cái đau của chúng ta sẽ được khử như thế nào? Cái đầu tiên là chúng ta hãy nhớ sau khi niềng răng chúng ta phải ăn đồ mềm. Vậy ăn những cái gì được gọi là đồ mềm? Ví dụ những cái gì liên quan đến xương, những cái gì mà rắn quá chúng ta cắt nhỏ ra để chúng ta ăn cho nó dễ. Và ăn đồ mềm thì chúng ta có thể đi ra quán, chúng ta có thể gọi những cái sinh tố. Chúng ta không nên uống cà phê, chúng ta không uống những cái nước khác, mà chúng ta hãy uống sinh tố để tăng cường cái vitamin cho chúng ta. Những cái đồ mềm thì chúng ta có thể là linh kỹ hơn, ví dụ như khoai, rồi là vấn đề xương, là chúng ta thịt xương, chúng ta thể xương hầm lên chúng ta ăn. Vậy những cái gì mà lựa chọn những cái đồ ăn mềm mà không dai thì chúng ta ăn. Chúng ta tránh ăn quá nhiều những đồ dai, ví dụ như sắn dây hay là những kẹo cao su, chúng ta cũng không thích ăn nhiều. Đừng ăn những đồ dai, hay là thịt bò dai chúng ta cũng bỏ, chúng ta không ăn nữa. Thì cái đấy là cái đầu tiên mà chúng ta để giảm đau. Cái thứ hai mà chúng ta phải chú ý, khi niềng răng thì có thể bị cọ những cái dây vào sau má của chúng ta, hoặc những cái mắc cài này nó có thể làm sứt cái má của chúng ta. Chúng ta phải chú ý là gì? Nó sứt má, thường nó sứt vào lúc nào? Sứt má nó gây loét ở cái má của chúng ta ấy, ở với cái vị trí mắc cài ấy, thường là loét vào ban đêm khi mà chúng ta ngủ ấy, nó tì nén vào trong cái bề mặt cái niêm mạc của chúng ta, gây thiếu máu và nó gây hoại tử cái vấn đề của cái bề mặt niêm mạc. Thì đó chính là cái nguyên nhân gây loét ở cái vị trí mắc cài, và chúng ta có thể loét do chúng ta cọ sát ở các vị trí mắc cài hoặc là đầu dây cung. Vậy trên tay tôi đây, là cái vấn đề của cái sáp nha khoa. Cái cách này chúng ta giảm đau bằng sáp nha khoa. Thường mỗi bệnh nhân sau khi gắn mắc cài xong, tôi sẽ đưa cái sáp nha khoa này cho bệnh nhân. Cái sáp nha khoa này, nó là bản chất của nó là gì? Giống như các cái mật ong, không có hại gì cả, chúng ta có thể nuốt bình thường. Chúng ta hãy chú ý là gì? Đây chính là một cái sáp bình thường chúng ta có thể làm. Đây gọi là sáp nha khoa. Cái sáp nha khoa này chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Chúng ta sẽ bịt vào những cái đầu nhọn sắt của chúng ta. Các bạn hãy quan sát đây. Tôi bịt vào các cái đầu sắt nhọn của chúng ta. Chúng ta bịt vào cái đầu mắc cài, hoặc là chúng ta bịt vào cái đầu dây đuôi của chúng ta khi mà chúng ta chưa kiểm tra các bác sĩ. Vậy chúng ta bịt vào như này thì nó tránh tình trạng đau. Thì đây chính là một cách giảm đau rất hiệu quả. Thì các bạn nhỏ phải chú ý, chúng ta phải làm cái này, biện pháp bịt nha khoa. Và cái sáp nha khoa này được phát miễn phí cho các bạn. Phòng khám của tôi thường phát miễn phí cho các bạn. Các bạn luôn luôn thủ sẵn ở trong các cái gì túi, các thứ mọi cái, hoặc trong cặp để các bạn có thể là bịt lại. Đây là cách thứ hai mà có thể để giảm đau khi chúng ta niềng răng. Cách thứ ba mà chúng ta phải chú ý là chúng ta ăn đồ ăn lạnh. Ăn đồ ăn lạnh thì nó giúp cho chúng ta có thể làm giảm đau. Chúng ta có thể ăn kem, chúng ta có thể uống cái nước đá của chúng ta để chúng ta làm. Thì đấy chính là cái mà chúng ta có thể làm giảm đau. Cái thứ tư chúng ta có thể xúc miệng nước muối ấm. Cái nước muối của chúng ta có thể ngâm ấm lên, chúng ta xúc miệng, vài lần xem nó có giảm đau hay không. Đấy là cách thứ tư mà chúng ta giúp cái vấn đề giảm đau của chúng ta. Cách thứ năm là chúng ta lên massage níu. Khi mà chúng ta đau như thế, bởi vì sao? Đau nó là cái cơ chế bình thường của chỉnh nha. Đặc biệt là sau khi đau khi mà chúng ta gắn mắc cài, đau sau khi mà chúng ta đến niềng răng bác sĩ khoảng 1 đến 2 đến 3 ngày đầu chúng ta sẽ đau. Vậy thì chúng ta sẽ massage níu, Chúng ta massage níu ở đây để cho cái vấn đề tuần hoàn của cái níu này, cái máu nó lưu thông thì nó không có đau nữa. Thì đây chính là một cái nghiệm pháp giảm đau. Các bạn hãy nhớ mục đích cuối cùng của giảm đau trong chỉnh nha là gì? Tăng máu lưu thông xung quanh hệ thống chân răng của chúng ta. Khi máu lưu thông thì không có hiện tượng chèn ép thì nó sẽ làm giảm đau. Và cái đau trong cái niềng răng là cái đau sinh lý. Nó không có đau dội lên như một cái đau bệnh lý của răng. Nên là chúng ta có thể dùng những cái nghiệm pháp. Cái thứ sáu mà khi chúng ta bị đau quá, bị loét hoặc cái đau, chúng ta không ăn cơm được, chúng ta có thể dùng một cái nghiệm pháp nữa. Đó là gì? Chúng ta dùng tê. Có những cái loại tê rất là thơm, giống như là mùi dâu thôi. Các bạn có thể bôi. Khi bị after các bạn bôi, các bạn ăn nó đỡ sót. Thì đấy chính là cái mà mà giúp cho chúng ta giảm đau. Vậy là gì? 6 cái lời khuyên giúp chúng ta giảm đau. Một là gì? Ăn đồ ăn mềm và ăn những đồ ăn nó có nhiều dinh dưỡng. Cái thứ hai là chúng ta dùng sáp nha khoa. Cái thứ ba là chúng ta làm sao súc miệng bằng nước muối, muối ấm. Cái thứ tư là chúng ta làm sao massage níu. Cái thứ năm là chúng ta ăn đồ ăn lạnh. Và cái thứ sáu là chúng ta mới dùng đến cái hiện tượng tê, tê bôi. Còn nếu chúng ta khó chịu lắm thì chúng ta mới dùng thuốc giảm đau paracetamol để chúng ta có thể làm giảm đau. Thì trên đây chính là 6 cái lời khuyên cho các bạn gắn mắc cài khi niềng răng, và chúng ta có thể giảm đau bằng 6 cách này. Hy vọng đây chính là những kiến thức giúp cho các bạn niềng răng được tốt hơn. Và tôi là bác sĩ Trung Long Biên. Các bạn có thể là gì? Đặt những câu hỏi và những cái thắc mắc của các bạn, tôi sẽ giúp các bạn trả lời một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chuyên mục chia sẻ tiếp theo. Và hãy đón xem kênh YouTube của chúng tôi phát sóng vào 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Bác sĩ Trung Long Biên. Xin cảm ơn các bạn.